Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của nhà iBeauty. Mình là Khánh Linh và mình đã quay trở lại rồi đây với một cặp sừng. Trước Giáng sinh thì mình đã đăng lên Facebook của mình hỏi là ông già Noel đã có số tài khoản của con chưa? Thế nhưng mà mình không nhận được lời hồi đáp thì cũng có hơi hụt hẫng. Và các bạn đoán xem, sáng nay là sáng 25 tháng 12, mình mở chiếc tất Giáng sinh đựng quà của mình ra thì ông già Noel đã tặng mình cái gì? Đoán được không? Xem nhá. Ta-da! Trời ơi! Hết chưa ta? Các bạn ơi! Hãy nhìn đi! Mình còn không thể cầm hết lên được. Rất nhiều mặt nạ luôn! Và đây là mặt nạ của Foreo. Thực sự là rất nhiều luôn. Tại vì đây chính là quà Giáng sinh mà mình đã tự order để tặng bản thân, tự tặng bản thân. Thế nhưng mà hôm nay là qua đêm Noel rồi mà mình mới nhận được quà về tay. Cho nên là mình đã phải lân lẹo một chút để video này có vẻ là thú vị. Thì ok, video này sẽ là một video khoe quà Giáng sinh của mình. Mình sẽ khoe 60 cái mặt nạ mình đã order của nhà Foreo. Let's get started. Mình nói là 60 miếng cho nghe có vẻ to thôi, chứ thực ra là 60 miếng thì là 10 hộp, mỗi hộp 6 miếng. 10 hộp là 10 loại trên tổng số 13 loại mặt nạ của Foreo nếu như mình nhớ không lầm. Thì trong 3 loại mà mình không order lần này có 2 loại là Call It A Night và Make My Day, là mặt nạ ngày và mặt nạ đêm thì mình đã review ở số trước rồi, sẽ để link ở description box nhé. Và loại còn lại là mặt nạ chiết xuất từ trứng cá hồi có giá là 3 triệu đồng cho 5 miếng mặt nạ bé hơn cả lòng bàn tay của mình. Thì mình chưa đủ để cái level mà có thể chi 600 nghìn cho một miếng mặt nạ bé xíu như thế. Cho nên là trong video này mình sẽ chỉ review 10 loại mặt nạ mà mình vừa nhận được thôi nhá. Về giá thì 10 loại mask ngày hôm nay mình mua có giá đắt gấp đôi cái Make My Day và Call It A Night. Đấy là giá trên web. Giá web của Make My Day và Call It A Night là 10 đô cho một hộp 7 miếng. Còn 10 loại mà mình đã order thì là có giá là 20 đô cho một hộp 6 miếng. Nhưng mà các bạn cũng có thể mua ở trên Shopee, mình thấy giá trên Shopee khá là rẻ. Tuy nhiên thì mình vẫn không dám mua. Tại vì sao? Shopee đấy không phải là Shopee Mall và mình không thể tìm được gian hàng chính thức của Foreo trên Shopee Mall, nó chưa có. Cho nên là mình quyết định là chấp nhận mức giá cao hơn để có thể review chân thực hơn. Tại vì đã bỏ tiền ra mua thì thôi, mua một cái an toàn cho mặt. Ở trên một cạnh của cái hộp này ấy, thì nó sẽ có đầu tiên là thời gian cho một chu trình. Thì ở đây là có 2 loại, một loại là 2 phút và một loại là 1 phút rưỡi 90 giây. Tiếp theo là sẽ có máy nào có thể sử dụng được, máy UFO bự hay là UFO mini. Thì các bạn lưu ý nhá, đối với những cái sản phẩm mà gạch chéo cho UFO mini tức là sẽ không sử dụng được cho UFO mini. Nên bạn nào mà đang dùng loại mini thì cần lưu ý nhá, không là mua về không dùng được đâu. Còn may mắn loại của mình là Foreo UFO bự, cho nên là có thể sử dụng tất cả 10 loại mà mình đã order ngày hôm nay. Thực ra thì trong những cái hộp mà ở đây thì đã có một số hộp mà mình đã bóc ra rồi. Tại vì là vừa mới mua về nhưng mình háo hức quá nên là mình đã bóc ra mà mình test một vài loại trước rồi. Thì bây giờ mình sẽ review những loại mà không dùng được cho UFO mini trước nhé. Các bạn nào mà đang dùng mini thì có thể tránh được. Thì hộp đầu tiên mà mình muốn khoe là hộp trà xanh này, là hộp mà mình thích nhất nên là mình đã phải bóc ra đầu tiên luôn. Thì trà xanh này là có xuất xứ từ Nhật Bản. Và mọi người đều biết chiết xuất trà xanh thì sẽ là chống oxy hóa này và sát khuẩn nữa. Thì sản phẩm mặt nạ chiết xuất trà xanh của Foreo này thì sẽ giúp làm dịu da do các tác nhân ô nhiễm từ môi trường. Hộp tiếp theo rất là đặc biệt, em này là Shimmer Freak. Thì em này là mặt nạ dành riêng cho vùng mắt. Và các bạn biết không, mặc dù nó màu hồng nhưng mà chiết xuất chính của em nó là chiết xuất cà phê. Thì cà phê giúp tỉnh táo mà lại dùng cho mắt thì mình không biết là giúp cho đôi mắt tỉnh táo hay không. Thì em này sẽ giúp làm sáng da vùng mắt này, chống nhăn này. Nói chung là nó sẽ khiến cho đôi mắt của bạn có vẻ là không buồn ngủ hơn. Đây là mặt nạ dành riêng cho vùng mắt nha. Có vẻ là Foreo rất là đầu tư trong các loại mặt nạ của mình. Sản phẩm tiếp theo không dùng được cho UFO mini đó chính là Matte Maniac. Thì nhìn thì có vẻ như là giống em Make My Day mặt nạ ngày, nhưng mà em Matte Maniac này thì là có chiết xuất từ than hoạt tính và dành riêng cho da dầu nha. Em này dành riêng cho da dầu và nó sẽ giúp xử lý các tình trạng như là hút bỏ dầu thừa này, khắc phục tình trạng lỗ chân lông bị to và bị bít tắc. Và tiếp theo là sẽ giúp cân bằng độ ẩm dầu nước trên da để giúp da không bị tiết dầu quá độ và gây ra các tình trạng bít tắc lỗ chân lông và gây mụn. Bạn nào mà bị da dầu thì hãy lưu ý em này nhé. Đây sẽ là sản phẩm dành cho các bạn. Sản phẩm cuối cùng mà không sử dụng được cho UFO mini đó chính là Bulgarian Rose. Đấy, cái tên này đã thể hiện là em này có chiết xuất từ hoa hồng Bulgari rồi. Bao bì thực sự rất đẹp luôn. Và em này thì sẽ phù hợp hơn cho các bạn nào mà da khô, tại vì chức năng chính của nó là cấp ẩm cho da và làm sáng da. Rồi còn 6 loại mặt nạ còn lại là sẽ dùng cho cả UFO bự và UFO mini được. Thì mình sẽ review 3 cái màu trắng trước nhé. Đây, 3 cái màu trắng. Ở đây đã có hai em mà mình đã bóc ra rồi. Em này là Coconut Oil, một trong những em mà mình thích nhất luôn. Mình đã dùng thử một miếng này rồi. Thì em này là có chiết xuất từ dầu dừa. Cái dưỡng chất của em nó bên trong thì nó trắng sệt đặc hơn so với Make My Day và Call It A Night mình đã từng sử dụng. Và thực sự mùi của em nó, bạn nào mà là fan của dầu dừa thì cứ gọi là mê ly luôn. Mặc dù là mùi của em này rất là phê, nhưng mà ngoài chức năng dưỡng ẩm da thì mình không thấy em này có cái gì quá là đặc biệt cả. Tại vì là chất của em nó sệt hơn ấy, cho nên là trong quá trình sử dụng mình tốn nhiều thời gian hơn để cho các dưỡng chất đấy thấm vào da. Mặc dù chu trình ở đây recommend là 2 phút, nhưng mà mình như các số trước về UFO mình đã từng nói rồi, mình thường chu trình của mình sẽ thường kéo dài rất là nhiều phút để cho tất cả các dưỡng chất mình lấy ra nó sẽ thấm hết vào mặt của mình luôn. Mặc dù 2 phút là đủ để cho da mặt của các bạn rồi, nhưng mà kiểu một miếng này có giá khá là đắt, cho nên là mình muốn tận dụng tất cả các bạn ạ. Đã tốn tiền thì phải tận dụng nó thôi. Amazing, good job em. Hãng giới thiệu em này là có thể làm trắng da nữa. Thì chắc là mình cần thời gian sử dụng để có thể kiểm nghiệm cái khả năng làm sáng da của em này nữa. Sản phẩm tiếp theo đó chính là Manuka Honey. Thì em này có chiết xuất mật ong từ New Zealand. Đấy, mọi người sẽ biết đến mật ong là một chất rất là thần thánh đúng không? Có thể sát khuẩn này, cung cấp rất là nhiều dưỡng chất, dưỡng ẩm nữa. Thì em này cũng thế, em này giúp dưỡng ẩm cho một làn da khô, phù hợp cho bạn nào da khô nhá. Và sẽ giúp phục hồi da và cung cấp các dưỡng chất cho da. Em này thì mình chưa test nên là mình chỉ có thể khoe các bạn và giới thiệu với các bạn những gì mà hãng giới thiệu thôi. Còn mình sẽ cần thời gian sử dụng để trải nghiệm nó và sẽ có review chân thực trong các số tiếp theo. Wow. Sản phẩm tiếp theo là Akai Berry. Em này là mặt nạ chiết xuất Việt Quất. Và Việt Quất này thì đến từ Brazil nha các bạn. Kiểu từ nãy đến giờ mỗi mấy cái chiết xuất này sẽ đến từ một nước khác nhau. Nhật Bản này, Indo này, New Zealand này, Bulgaria này, bây giờ là Brazil. Kiểu các bạn sẽ được hưởng những cái tinh hoa của các đất nước khắp trên thế giới. Thì với chiết xuất từ quả Việt Quất này thì em này sẽ có chức năng làm đều màu da, không tức là xử lý cái tình trạng là xỉn da, không đều màu này, rồi giúp phục hồi các dấu hiệu lão hóa trên da, và ngoài ra thì còn giúp dưỡng ẩm và cung cấp các dưỡng chất nữa. Em này thì mình đã bóc ra rồi nhưng mà mình vẫn chưa test, chưa sử dụng. Em tiếp theo có màu hồng baby rất là xinh, tên là Glow Addict Enhanced Brightening. Thì em này với chiết xuất ngọc trai sẽ giúp làm sáng da và làm mờ các vết thâm nám trên da. Tức là nó sẽ cải thiện xử lý các vấn đề về màu da, về tông da cho mọi người. Em tiếp theo đó chính là H2O Overdose, quá liều nước. Em này thì sẽ có chức năng là cấp ẩm sâu cho da khô, nên là sẽ rất phù hợp với bạn nào mà da khô, đặc biệt là trong mùa đông này nhá. Thì em này không có chức năng gì đặc biệt cả ngoài dưỡng ẩm rất sâu, rất mạnh. Và em màu tím duy nhất đó chính là Youth Junkie. Em này thì sẽ có rất là nhiều collagen ở trong này, cung cấp collagen và cải thiện các vấn đề về lão hóa này, làn da chảy xệ này, sẽ giúp trẻ hóa làn da của chúng mình. Không liên quan gì với màu tím lắm ha. Như vậy là mình đã giới thiệu qua xong 10 loại mặt nạ, 60 miếng mặt nạ mà mình đã vừa order được từ Foreo trong mùa Giáng sinh năm nay của mình. Mặc dù là quà về có hơi muộn nhưng mà mình vẫn rất là thích món quà này. Và tất nhiên là tại vì mình vừa mới nhận được và đây có lẽ là một màn giới thiệu qua thôi, cho nên là mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một video sau khi mà mình đã trải nghiệm hết các em này rồi và mình đã review chân thật nhất, không PR đó. Và tất nhiên là mình sẽ cần sự hỗ trợ của em UFO Foreo này. Bản của mình là bản bự. Sự khác biệt dễ dàng nhất các bạn có thể biết được là bản UFO Foreo thì là nó sẽ có cái màu vàng vàng đồng đồng bằng sắt này rất là to, còn cái bản mini thì còn nó có rất là nhỏ ở đây thôi. Đấy. Lưu ý nhá, nếu như mà sử dụng UFO mini tránh mua mấy cái loại mặt nạ mà nó có gạch chéo ở đây tại vì là sẽ không dùng được cho UFO mini đâu. Nếu như các bạn mà có thắc mắc, có câu hỏi gì trong quá trình trải nghiệm của mình, có muốn mình lưu ý gì hơn thì hãy nhớ comment phía bên dưới nhé. Và mình chắc chắn sẽ còn một video nữa để có thể trải lòng về các sản phẩm mặt nạ mà mình đã order ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhớ ấn like, share và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở một số tiếp theo.